À, có một câu hỏi đối với tôi và những người làm quảng cáo, những người làm ác uh, thủ à, những cái nhà quảng cáo thì khá là đơn giản. À, nhưng mà với những người mới bắt đầu thì đó cũng là một câu hỏi mà các anh chị đang tìm kiếm câu trả lời. À, chạy quảng cáo Facebook Ads thì chúng ta nên dùng thẻ hoặc là phương thức thanh toán gì? Vâng, thì hiện nay thì chúng ta có thể chia ra làm uh, các cái tài khoản uh, quảng cáo ở trong nước hoặc là các tài khoản quảng cáo ở quốc tế uh, ở nước ngoài, đúng không ạ? nếu như mà ở Việt Nam thì hiện nay Facebook đang hỗ trợ tài khoản quảng cáo bằng các cái phương thức thanh toán đó là thẻ Visa bao gồm là thẻ trả trước hoặc thẻ tín dụng thẻ Master thẻ trả trước hoặc là thẻ tín dụng ví Momo hoặc là ví VNPay một số những cái tài khoản ở nước ngoài thì có thể sử dụng thêm những cái loại thẻ khác như là GCB hay là Discovery vân vân hoặc là công cụ PayPal. Tuy nhiên tôi nhấn mạnh là tại thị trường Việt Nam thời điểm này thì các anh chị có thể sử dụng thẻ Visa, thẻ Master loại trả trước hoặc là thẻ tín dụng ví điện tử Momo hoặc là ví điện tử VNPAY. Đối với thẻ ngân hàng thì chúng ta có thể làm ở rất nhiều các ngân hàng khác nhau như Vietcombank, Á Châu, ACB. Techcombank, BIDV, ngân hàng đầu tư phát triển, Bank, HD Bank, vân vân, đều có thể làm và chúng ta chọn những cái ngân hàng mà dễ làm, nhanh lấy và làm được nhiều thẻ. Tại sao chúng ta lại phải làm như vậy? Bởi vì là khi mà chúng ta chạy quảng cáo thì nó có tình trạng vô hiệu hóa tài khoản, chết tài khoản rất là nhiều. Cho nên chúng ta sẽ phải mua VIA, chúng ta sẽ phải mua các cái Tài khoản Facebook ảo hoặc là chúng ta sẽ nuôi những cái tài khoản Facebook ảo Hoặc là tài khoản Facebook thật của người thân Thế sau đó thì chúng ta lại phải làm thẻ, làm thẻ để chúng ta đưa vào Và chưa kể đến là trong khi chạy quảng cáo thì nó có hiện tượng hâu thẻ Tức là giữ, không thanh toán được Hoặc là có hiện tượng là không thể thanh toán được Hoặc là có hiện tượng là mình hay gọi là đá thẻ Tức là lỗi trong quá trình thanh toán đang thanh toán bình thường đang thanh toán bình thường thế nhưng mà hệ thống của facebook nó lại phát hiện ra rằng là không thanh toán được hoặc là nó nghi ngờ hoặc là cái gì đó mình vi phạm chẳng hạn như là tài khoản facebook ad này rồi chính sách quảng cáo này fanpage này rồi via này rồi phương thức thanh toán vân vân cũng có thể là do nó nhầm lẫn ví dụ như là mình chạy mình trả tiền thật tiền thu ngon lành thẻ thậm chí là thẻ tín dụng tôi đang dùng thẻ tín dụng thẻ đen của vietcombank luôn tức là thẻ cao cấp làm lâu rồi, nhưng mà vẫn không thanh toán được, vẫn bị từ chối này kia, à, nó có những cái hiện tượng như vậy nên là chúng ta sẽ cần phải làm và thậm chí chúng ta sẽ làm thẻ sẵn và hiện nay ví dụ một số những ngân hàng như là ngân hàng Á Châu thì họ làm cho chúng ta rất 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 nhiều thẻ à, phí cứ khoảng 200.000 nghìn một cái, thì chúng ta có thể làm sẵn chục cái, hai chục cái, à, làm đến đâu dùng đến đấy, sau này làm sẵn xong kích hoạt. À, khi làm thì nhớ là phải kích hoạt thanh toán trực tuyến được chưa? Và khi thẻ nào mà bị bị hâu uh, hoặc là bị đá hoặc là bị uh, vô hiệu tài khoản hoặc là bị uh, không thể thanh toán được Thì uh, chúng ta có thể là uh, không sử dụng cái thẻ đấy nữa và chúng ta lại sử dụng cái thẻ khác Cũng của ngân hàng ACB hoặc là cũng của những cái ngân hàng khác Nhưng mà nói chung là chúng ta không sử dụng được cái thẻ mà đã bị lỗi rồi đấy. Thế sau đó thì chúng ta cũng có thể sử dụng uh, ví điện tử Momo hoặc ví điện tử VNPay bằng cách là chúng ta sẽ kết nối với cái ví này trên điện thoại của chúng ta và lúc đó thì chúng ta sẽ phải bước một là tải ví về bước hai là chúng ta sẽ tạo tài khoản trên ví bước ba là chúng ta sẽ liên kết thẻ ngân hàng và lúc này thì chúng ta chỉ cần thẻ nội địa thôi thẻ nội địa hoàn toàn là có thể thanh toán được bằng cách là chúng ta sẽ thanh toán qua momo và ví momo sẽ trừ tiền lấy tiền ở trên thẻ nội địa của chúng ta mà không cần phải thẻ quốc tế nữa và momo chính là một công cụ thanh toán trung gian rồi thì nó sẽ trả tiền cho facebook rồi thì tôi hướng dẫn cho các bạn nhưng mà à, bắt buộc chúng ta vẫn phải có một thẻ ngân hàng và lúc này là thẻ nội địa hoặc thẻ quốc tế thì tùy bạn à, thế rồi thì à, thẻ phải có tiền và phải thanh toán được trong momo hoặc vnpay à, thế thì khi có thẻ rồi thì chúng ta sẽ vào trình quản lý quảng cáo của facebook chúng ta sẽ vào trình quản lý quảng cáo của facebook và à, chúng ta sẽ chọn đến phần lập hóa đơn chúng ta chọn đến phương thức thanh toán ở trên máy tính hoặc là trên điện thoại là chúng ta đều tìm đến và sau đó thì chúng ta sẽ chọn thêm phương thức thanh toán à, thì ở đây chúng ta sẽ thấy nó sẽ có à, thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ Visa và Master à, hoặc là American Express Discovery vân vân nhưng mà đấy là à, những cái tài khoản ở nước ngoài à, những cái thị trường ở nước ngoài ở Việt Nam thì hiện nay chỉ chấp nhận hai cái hình thức như tôi nói vâng à, thế thì đây là cái hình thức phổ biến và à, momo và VNPay nữa thì nó sẽ có cái nút tích ở ngay phía bên dưới thì cái số thẻ là gì chính là 16 số ở à, mặt trước của thẻ vâng đây đấy, nó sẽ là có 16 số ở đây đấy, và tên à, tên là viết tiếng việt không dấu và à, mã bảo mật thì là ba cái số cuối ba cái số cuối mặt sau của thẻ đấy, ngày hết hạn nó chính là mm tức là hai ngày của tháng à, y tức là hai ngày của năm tức là cái số đấy và Mm tức là măn măn y là year year đấy, là hai cái số của tháng và hai cái số của năm thí dụ như là 12 30 có nghĩa là ngày hết hạn của cái thẻ đó là tháng 12 năm 2030 đấy, hoặc là uh, 0825 08 25 tức là ngày hết hạn là tháng 8 năm 2025 đấy, mã bảo mật là CVV là ba số cuối ba số cuối mặt sau của thẻ thì chúng ta nhập vào đây nếu mà Facebook đồng ý chấp nhận thì chúng ta sẽ có thể thanh toán được cho uh, quảng cáo của Facebook và lúc này chúng ta sẽ hình thành nên khái niệm là uh, tài khoản quảng cáo Đấy. và khi chạy tài khoản quảng cáo thì nó có hiện tượng vô hiệu hóa vâng và khi vô hiệu hóa thì chúng ta lại phải làm lại Đấy. thì chúng chúng tôi uh, công ty PA Marketing và giảng viên Nguyễn Phan Anh chúng tôi cũng có những cái khóa học đào tạo và hỗ trợ cho các bạn làm tài khoản quảng cáo và chạy quảng cáo tối ưu cũng như là chạy quảng cáo dịch vụ cho các anh chị các bạn tư vấn và triển khai và đào tạo in house tóm lại là cái gì chúng tôi cũng có cần tài khoản quảng cáo chúng tôi cấp tài khoản cần chạy thuê chúng tôi chạy thuê cần học chúng tôi dạy cần tư vấn chúng tôi tư vấn và cần triển khai chúng tôi triển khai được chưa ạ vâng xin chào và hẹn gặp lại các anh chị và các bạn trong các cái video tiếp theo vâng và lấy thấy video của chúng tôi hay thì hãy chia sẻ hãy À, sắp kênh và hãy à, đặt những cái câu hỏi để chúng tôi tiếp tục làm những cái video tiếp theo cho các anh chị và các bạn để phục vụ à, cái hoạt động của các anh chị và các bạn. Ok, xin cảm ơn.